Chào mừng các bạn đã đến với channel của YouTube Bí ẩn. Với thời đại 4.0 như hiện giờ, thì ai trong tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ những video của mình lên trang mạng xã hội Internet. Nhưng đôi khi, không phải video nào cũng có thể được chia sẻ ra bên ngoài. Bởi vì 10 video mà AD sắp chia sẻ với các bạn, nó có chứa một bí mật gì đó mà chắc chắn người quay chúng không muốn bị tiết lộ ra bên ngoài. Vậy bí mật đó là gì thì đừng bỏ lỡ giây phút nào của video ngày hôm nay bạn nhé! Khi mới nghe qua đoạn nhạc này thì có lẽ ai trong tất cả các bạn đều nghĩ ngay đến Michael Jackson, là một ông hoàng nhạc pop nổi tiếng trên thế giới vào những năm 80 với các ca khúc bất hủ. Và cho đến ngày nay, mặc dù ông đã mất kể từ năm 2009, nhưng những ca khúc của ông đã đi vào huyền thoại. Thậm chí, giới trẻ ngày nay vẫn hào hứng nghe đi nghe lại các ca khúc này. Và bạn biết không, cái chết của Michael Jackson quá là bí ẩn. Mặc dù đã qua đời vào năm 2009, nhưng dạo thời gian gần đây, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền rất nhiều đoạn video về vị ca sĩ 8X này. Họ cho rằng Michael Jackson vẫn còn sống, quay lại vào năm 2009. Khi các viên cảnh sát được tin Michael Jackson đã qua đời do sử dụng quá nhiều thuốc hỗ trợ, ngay sau đó thì bác sĩ riêng Conrad Murray đã bị truy tội cho cái chết của vị ca sĩ xấu số. Sự thật đằng sau còn đáng sợ hơn khi mà Michael Jackson có nhiều tin đồn sinh sáng tới hội Illuminati. Các bạn thân mến, trong giới showbiz của thế giới, có rất nhiều người nổi tiếng đã bị thao túng bởi một thế lực đen tối mang tên Illuminati. Nói cho các bạn dễ hình dung, Illuminati là một tổ chức đã tồn tại qua hàng trăm năm trong lịch sử loài người. Hội kín này đã thao túng toàn cầu, từ tài chính, quân sự, giáo dục cho đến truyền thông và tôn giáo. Nguy hiểm hơn, đây chính là một thế lực chuyên thờ quỷ Satan. Mà ai trong các bạn đã biết thì quỷ Satan chính là một kẻ vô cùng độc ác, âm mưu quỷ quyệt, xảo trá và chính là tội đồ của Chúa nên đã bị đẩy xuống tầng địa ngục. Theo đó là những người đầu quân cho Illuminati sẽ được tất cả mọi thứ từ địa vị, tiền tài và danh vọng. Nhưng để vào được hội kín thì dễ, nhưng ra thì khó. Những người tham gia Illuminati phải chịu sự tương phối của tổ chức này. Nếu phản đối thì các bạn cũng đã biết kết quả rồi đấy. Tuy nhiên, có nhiều cái chết liên quan đến hội kín này, trong đó có Michael Jackson. Người ta đã nói rằng Michael Jackson chính là một thành viên trong hội Illuminati và sau đó ông bắt đầu có những lời chống lại hội thông qua những album trong âm nhạc của mình. Trước khi qua đời, Michael Jackson có lên tiếng về quyền lực của hội này. Anh đã cho rằng họ đang phá sự nghiệp của anh bằng cách dán nhãn ông là kẻ quấy rối trẻ em và kẻ lập dị. Không biết mọi chuyện như thế nào mà Michael Jackson đã mất, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó khi mà có quá nhiều giả thiết cho rằng ông ấy thực sự còn sống. Với quyền lực và nhiều tiền như ông, thuê hẳn một quân đội để biểu diễn thì cái chết được làm giả cũng không có gì là lạ cả. Nói đâu xa, ở đâu đó tỉnh Sóc Trăng, trong đám tang của người phụ nữ đã qua đời. Nhưng khi cảnh sát đến thì chiến thuật đã bị bại lộ. Theo như được biết thì người phụ nữ này đã xả chết để trốn nợ nhưng bất thành. Sáng ngày 31 tháng 3, nắp quan tài được mở ra thì mọi người không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ và 3 bao cát. Quay lại với ông hoàng nhập pop, rất nhiều người đã cho rằng anh chỉ giả chết để thoát khỏi lời nguyền Illuminati. Đó là khi vào năm 2011, ở Paris, đã có một cặp đôi trong lúc đi dạo. Họ đã vô tình quay lại được một thứ mà đáng lẽ ra họ không nên quay lại. Không biết phải vô tình hay là không, mà cô gái này đã nhìn thấy một người đàn ông đi cùng với hai vệ sĩ rất giống Michael Jackson. Thế là cô ấy đã gọi tên. Đồ ngu, đồ ăn hại. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông bí ẩn này không cố gắng che khuôn mặt của mình và anh vệ sĩ tiến đến để che camera. Điều này cũng chứng tỏ cho thấy rất có nhiều khả năng Michael Jackson khi anh muốn đi dạo phố hóng mát vào ban đêm. Sau sự việc đã dấy lên không ít tin đồn cho rằng
Michael Jackson thật sự còn sống và ông đang âm thầm ở đâu đó mà thôi. Không dừng lại ở đó, khi mà có một người đàn ông tên là J.V. Davy, chính là Michael Jackson, người đã cho rằng anh đã hủy hoại nhan sắc của mình, tạo ra các vết bỏng ở trên khuôn mặt nhằm thoát khỏi sự truy sát của hội kín Illuminati. Nhưng giọng nói thì lại rất giống với Michael Jackson. Davy đã nổi tiếng đến nỗi cả đài truyền hình đã mời anh về phỏng vấn với cách thoát khỏi tai nạn khi bị bỏng. Và ai cũng phải kinh ngạc khi hành vi cử chỉ và giọng nói của anh ấy không khác gì với Michael Jackson. Tuy nhiên, cho đến nay, đã có rất nhiều đoạn video được dàn dựng và mình không chắc nó là thật hay giả. Nhưng có rất nhiều YouTuber có thể hóa trang thành Michael Jackson đến 99%. Bạn nghĩ sao về giả thuyết điên rồ này? Đừng quên để lại ý kiến bên dưới phần mô tả nhé! Có thể bạn chưa biết hay cũng đã biết rồi, kiến thức của người xưa phải nói là mãi đỉnh. Nói đâu xa với các nền văn minh cổ xưa mà chúng ta hay thấy như Ai Cập cổ đại, đấu trường La Mã, lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đến nay, các nhà khoa học cũng không thể nào giải thích được. Nhưng có những thứ còn đáng lo ngại hơn. Đó chính là lăng mộ, mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm, nhưng xác ướp vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí còn rất nhiều lời nguyền bí ẩn nếu như bạn cố tình khai mở chúng. Và đoạn video mà bạn sắp xem sau đây sẽ khiến bạn vô cùng ớn lạnh. Được biết ở trong video chính là lăng mộ của vua Tutankhamun. Còn những người ở trong video chính là các nhà khảo cổ. Sự thật còn đáng sợ hơn khi mà họ không nghe lời cảnh báo. Trước khi khai quật ở bên ngoài đã có một dòng chữ: kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh đều phải chết. Mắt thấy nhưng tai thì chẳng nghe thấy. Thế là các nhà khảo cổ đã ra một quyết định đi vào lòng đất. Họ đã khai quật lăng mộ mà không cần bất kỳ món đồ bảo hộ. Và tất nhiên, các nhà khảo cổ cũng như những vị khách mời đã trả giá đắt cho sự việc này. Nếu muốn biết rõ chi tiết thì mình đã làm một video về kho báu Tutankhamun. Bạn có thể click ở góc bên trái video để xem chi tiết. Quay lại với câu chuyện đang dang dở, có ít nhất 13 người đã qua đời. Tất cả đều có chung một căn bệnh về hô hấp, ngộ độc máu nhiễm trùng, vết thương do bị muỗi đốt. Tuy nhiên ngày nay, các nhà khoa học cũng đã giải thích cho lời nguyền bí ẩn này. Có thể nguyên nhân gây ra cái chết có liên quan tới nấm mốc, một loại nấm mốc được tìm thấy trong lăng mộ Tutankhamun, đặc biệt là loại nấm Apis gilus, hay có tên Việt hóa là chim mốc khúc. Có thể nó đã xuất hiện trên xác ướp của vua Tut. Loại nấm này đã được biết đến là nguyên nhân gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở những người có hệ miễn dịch suy yếu. Nhưng còn lời cảnh báo thì sao? Vẫn là một dấu chấm hỏi. Theo giả thiết mình cho rằng, rất có thể các người chôn cất vị vua đã thả không ít chất độc quanh lăng mộ, và khi các nhà khảo cổ tay không bắt rắn thì phải nhận hậu quả vô cùng bi thương. Cũng giống như lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, bên trong có tới hàng trăm tấn thủy ngân bao quanh. Và cho đến ngày nay, các nhà khoa học cũng đành bỏ tay vì không thể nào khám phá sâu hơn được nữa. Đây cũng chính là một đoạn video cuối cùng được giữ bí mật, nhưng không hiểu vì sao nó lại bị rò rỉ ra bên ngoài. Nếu vô tình tìm thấy lăng mộ trong sân nhà mình thì các bạn hãy cẩn thận nhé, vì chắc chắn không phải kho báu như bạn hay tưởng. Vì lo sợ chiến tranh nên hầu như các nước đều luôn muốn giữ cho mình một vũ khí quân sự bí mật, chắc chắn bạn sẽ không tin trên đời này lại có thể tồn tại một thứ vũ khí hiện đại như thế. Thứ mà mình đang nói đến chính là tiêm kích tàng hình. Đã tiêm kích mà còn tàng hình thì quả là đáng sợ. Sự thật không biết như thế nào mà tới đây ở trên mạng xã hội đã dấy lên sự lo ngại về một chiếc máy bay tiêm kích có thể tàng hình. Cụ thể thì đoạn video này vô tình được một hành khách nước ngoài ghi lại được. Anh chàng này đã nhìn thấy một chiếc tiêm kích đang bay cạnh mình, vì đó cũng là một sự kiện hiếm có nên đã quyết định ghi lại. Và những gì tiếp theo xảy đến đã khiến cho anh ấy vô cùng sửng sốt. Ở bên trong video là một chiếc tiêm kích đang bay bình thường và sau đó nó bắt đầu hòa tan vào đám mây. Sự việc đã gây nên không ít sửng sốt cho người xem.
Nhiều người còn tự hỏi rằng liệu đây có phải là chiếc khuyến khích tàng hình của quân đội Mỹ hay không? Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà người dùng đã ghi nhận được sự tồn tại của chiếc khuyến khích này. Nếu bạn vào Google Maps và tìm kiếm tọa độ này, thì bạn sẽ thấy một chiếc khuyến khích bình thường. Nhưng kế bên nó là một chiếc khuyến khích bình dương. Không rõ đó là vật thể gì, nhưng phân tích của Google Maps, vật thể này giống một chiếc máy bay khuyến khích và đang ở chế độ tàng hình. Chuyện này dường như kết thúc tại đó. Không biết Google Maps có bị chính phủ Hoa Kỳ sờ gáy hay không, mà ngay sau đó thì rất nhiều người xem đã tìm tới tọa độ, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài một vết đen trông giống chiếc khuyến khích. Tuy nhiên, mình đã lên Google Earth thì chiếc máy bay mới thực sự hiện ra. Bạn có nghĩ rằng ở trong tương lai, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến máy bay tàng hình hay không? Điều đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Người ta đã nói rằng các di tích cổ xưa thường rất huyền bí và ảo diệu, cũng giống như cây cột ở trong video này. Những người phát hiện ra nó là các nhà khảo cổ học Ấn Độ. Điều bất thường, cây cột này là ở dưới nó dường như chân cột không chạm đất, vì thế họ đã quyết định dùng một tấm khăn để luồn qua. Và điều này đã khiến cho ai cũng vô cùng bất ngờ. Cây cột này là một trong những kỳ tích của ngôi làng Vrket Baha nằm tại làng Lepaski. Không ít du khách đã đến để tham quan và họ đã dùng một chiếc khăn hay mảnh vải để luồn qua cây cột. Tuy nhiên, rất nhiều video không rõ là có luồn qua được hay không mà đã tắt ngang. Có lẽ vì quá cay cú nên một YouTuber người Ấn Độ có tên là Pravin Mohan, anh chàng này đã quyết định đi đến để tìm hiểu cây cột thần bí này. Anh cũng đã nhờ sự trợ giúp của hai du khách đi cùng. Điều này cho thấy công nghệ cổ đại đã sử dụng công nghệ phản trọng lực, bởi vì nếu không có cách nào mà một khối đá hoa cương cao 6m, nặng rất nhiều tấn lại có thể treo lơ lửng ở trên không trung. Có nhiều người đã hỏi rằng điều này cũng thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi ngày, nhưng mặt trái của nó khiến ai cũng vô cùng thất vọng. Mohan đã nói rằng bạn sẽ thấy rất nhiều video về chiếc cột bí ẩn ở trên YouTube, nhưng họ sẽ không cho bạn thấy phần còn lại khi mà họ đã luồn chiếc khăn qua cây cột. Nhưng sự thật là bạn không thể luồn hết tấm vải qua cây cột, bởi vì cây cột không hoàn toàn lơ lửng như lời đồn mà nó có một gốc ở ngay đó. Nhiều người đã ngã ngửa với sự thật này vì cây cột không sử dụng phản trọng lực. Nhiều người đã nghĩ rằng có phải người cổ đại họ đã tạo ra một cây cột không hoàn hảo. Tuy nhiên, sự thật khiến ai cũng vô cùng bất ngờ. Hóa ra, trong thời kỳ trước khi độc lập, chính phủ Anh đã thực hiện một số sửa chữa ngôi đền. Họ đã cố gắng dỡ bỏ cây cột, nhưng vì nó quá hoàn hảo và cố định nên việc gỡ bỏ cây cột này là hoàn toàn không thể. Chính vì thế họ đã bỏ lại cây cột này. Không ngờ nó lại thành tác phẩm nghệ thuật ăn khách của ngôi đền. Nếu không biết sự thật thì đúng là ảo ma Canada thật đấy các bạn ạ. Du hành thời gian, đây chính là thuật ngữ dành cho người đến từ tương lai hay có thể đi đến tương lai. Nói một cách khác, du hành thời gian chính là du hành không gian. Nếu bạn sở hữu một cỗ máy du hành thời gian thì bạn có thể trở về quá khứ để thăm chính bản thân mình hồi bé, hay chúng ta đi đến tương lai để dự đoán chuyện sắp diễn ra. Sự việc này tưởng chừng chỉ có trong sự tưởng tượng của con người, nhưng mới đây, một sự việc đã diễn ra vào năm 2014. Khi đó, đội tuyển Brazil và Đức tranh vé vào chung kết thì một số phóng viên đã vô tình phỏng vấn một cổ động viên có phần hơi bí ẩn. Chàng trai này nói rằng sẽ là 7-1 cho Đức. Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen? Hallo, ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein knackiges 7-1 für uns. Tuy nhiên, cổ động viên Brazil cảm thấy hài hước. Nhưng rồi, sau khi kết thúc trận đấu, thì ai cũng phải kinh ngạc trước sự tiên tri của chàng trai bí ẩn này. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true. Dankeschön. Quả thật đúng như người thanh niên này dự đoán. Không ai ngờ rằng anh lại tiên tri chính xác đến như vậy. Mọi chuyện còn ly kỳ hơn khi mà không ai biết rõ danh tính của thanh niên này là ai. Người ta còn cho rằng có thể người thanh niên này đến từ tương lai và anh ấy đã du hành thời gian về năm 2014 để xem lại trận đấu này. Có nhiều người còn nói đùa rằng quay về quá khứ mua ít đồ, tôi sẽ trở thành nhà tiên tri hồi nào không hay luôn. Ha 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 ha
ai cũng biết rằng trong quỹ đạo trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất một mặt trời. Ấy vậy mà không hiểu sao trên bầu trời lại xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai vô cùng ảo diệu nữa. Được biết, đoạn clip này được một số người dân sống tại thành phố Dubai đã ghi lại được vào ban sáng. Theo họ cho biết, trong lúc đang ngắm bình minh thì người dân đã vô cùng tá hỏa khi phát hiện ra trên bầu trời xuất hiện thêm mặt trời thứ hai. Trong video gồm hai mặt trời, một cái lớn và một cái nhỏ hơn. Và điều đáng nói là nó chỉ tồn tại một thời gian khá lâu trước khi mặt trời nhỏ ở bên trái từ từ biến mất. Sau khi đoạn video được lan truyền rộng rãi và nó đã lan truyền đến các kênh thông tin địa phương, họ đã cho rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên vô cùng hiếm gặp, được gọi là mặt trời giả hoặc mặt trời ma. Theo đó, hiện tượng mặt trời giả này là một loại hào quang được tạo ra do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời bởi các tinh thể băng trong khí quyển. Các tinh thể này hoạt động như các lăng kính bẻ cong các tia sáng đi qua chúng, tạo thành ảo giác hai mặt trời. Điều này cũng tương tự như các thành phố trên mây ở Trung Quốc. Theo đó, một số người dân còn nhìn thấy các thành phố ma trôi nổi ở trên bầu trời nữa. Nhưng thực ra hiện tượng này giống như mặt trời giả vậy. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất mà nó còn xuất hiện ở Việt Nam. Đó là khi chủ sở hữu đoạn video Ngọc Sơn 1999 đã vô tình ghi lại được hai mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Hiện tượng này cũng đã vô cùng hiếm gặp, trừ khi ai may mắn lắm mới có cơ hội này. Đĩa bay UFO hay phi thuyền người ngoài hành tinh đã là một khái niệm mà rất nhiều người nhắc đến trên thế giới. Người ta đã tin rằng ở trên đời này thật sự có rất nhiều chủng tộc khác hiện đại. Họ đến từ bên ngoài vũ trụ rộng lớn. Bằng chứng là rất nhiều người trên thế giới đã tận mắt chứng kiến nhiều phi thuyền kỳ lạ đang treo lơ lửng ở trên bầu trời. Điều mà ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa thể phát minh ra và hiểu biết về vật thể này. Cụ thể là vào năm 2017, một quả bóng theo dõi thời tiết của không quân Mỹ bỗng nhiên đang ung dung trên trời thì chẳng may nó lại va chạm với một UFO. Và điều này đã khiến cho vật thể kỳ lạ đã đâm xuống một nông trại gần với John Well. Sự xuất hiện này đã gây chấn động cả nước Mỹ, thậm chí nó còn được tất cả các nhà báo có mặt trên thế giới đều biết đến. Bắt đầu từ dạo ấy, chính phủ quân đội Hoa Kỳ đã bí mật lập căn cứ Area 51 và rất nhiều hiện tượng huyền bí đã xảy đến ở nơi này. Người ta đã cho rằng có thể quân đội Hoa Kỳ đã hợp tác với người ngoài hành tinh và họ đang tạo ra các món vũ khí tổ tân hiện đại. Quả nhiên, người ta đã không sai khi nghi ngờ rằng khu vực 51 có chứa vật thể hiện đại cho đến khi một số người dân đã quay lại được một đĩa bay đang bay lượn cùng với một phi cơ tiêm kích ở trên bầu trời Texas. Rõ ràng, chiếc tiêm kích kia đang đuổi theo vật thể không xác định, không rõ sự thật như thế nào, nhưng có rất nhiều giả thuyết đã cho rằng quân đội Hoa Kỳ đã dàn dựng nên mọi chuyện. Họ đã nhờ phi thuyền đóng giả là người bị săn để tránh các tin đồn họ đang thực sự hợp tác với người ngoài hành tinh. Nói thì nói, chưa có cái nịt mà người ta tin. Có lẽ đoạn video này đã bị xóa từ lâu, nhưng không hiểu tại sao nó lại được người ta chia sẻ rộng rãi trên Internet. Tiếp theo đây chính là một đoạn video của một người dân ở tỉnh Tunisia đã ghi lại được. Trong video là một người đàn ông đang biểu diễn một màn ảo thuật, nhưng sau khi xem được, ai cũng vô cùng trầm trồ. Người đàn ông này không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà ông ấy đã phun ra rất nhiều giọt nước vào trong chai nước siêu to này. Người ta cảm thấy vô cùng sửng sốt vì không biết số lượng nước kia đến từ đâu mà có. Bởi vì thật sự là không có một chiếc mồm nào có thể chứa nhiều nước đến như thế. Không ít người đã cho rằng người đàn ông này đã vận dụng nguồn nước từ trong bụng mình như các bạn trẻ hay đi la cà. Đã quá, Pepsi ơi! Ở Trung Quốc, thường xuất hiện rất nhiều pháp sư Trung Hoa, nhưng ở Nhật Bản thì lại chẳng kém là bao. Chẳng hạn như cô gái này, trong lúc đi siêu thị thì đã bị mắc mưa, nhưng cô ấy không thể cầm dù bởi vì hai tay quá bận với các món đồ. Sau đó thì cô gái này đã biểu diễn một màn ảo thuật, ảo ma Canada.
Ai trong các bạn đều biết rằng mọi thứ ở trên đời này đều có những chiếc bóng. Nó luôn tồn tại khắp mọi nơi. Và nếu con người không có bóng, chắc chắn họ là một thực thể khác. Chẳng hạn như người đàn ông này được ghi vào năm 2016. Khi ông ta đi ngang qua tấm gương nhưng lại không có phản chiếu gì về người đàn ông này. Người ta cho rằng có thể ông ta chính là ma cờ rồng đã cải trang lẩn vào thành phố. Nhưng mới đây, một đoạn video đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể thì một số người dân đã nhìn thấy chiếc bóng đèn khổng lồ xuất hiện ở trên ngọn núi. Nhưng bên trên đó thì không có bất cứ thứ gì cả. Thậm chí ngay cả mây cũng không có ít. Có giả thiết đã cho rằng đây chính là một thành phố ở trên mây. Và đến nay thì người ta đã không biết chiếc bóng kia thật sự là gì và nó là của vật thể nào nữa. Và đừng quên nhấn đăng ký để nhận được video mới nhất. Đây là YouTube Bí ẩn. Chúc các bạn ngủ ngon!